5 cầu thủ nổi tiếng và những chiếc siêu xe triệu đô. Ở vị trí số 5 đó chính là Messi, siêu sao người Argentina đang sở hữu chiếc siêu xe Pagani Zonda có giá 1,85 triệu đô la, tương đương 43 tỷ Việt Nam đồng. Ở vị trí số 4 đó chính là Ibrahimovic và chiếc siêu xe quái đản. Zlatan Ibrahimovic đang sở hữu chiếc siêu xe Monza SP2 cũng có giá là 1,85 triệu đô la. Một mẫu xe độc đáo với hai phiên bản SP1 và SP2. Điều đặc biệt ở đây là khách hàng chỉ được mua một trong hai chứ không được mua cả hai dù có chi bao nhiêu tiền đi nữa. Và một điểm độc đáo nữa đó chính là chiếc xe này không có mui và không có kính chắn gió, chỉ có kính chắn gió ảo. Nếu bạn may mắn được ngồi trên chiếc xế hộp Monza thì hãy nhớ mang theo một cái áo mưa nhé. Ở vị trí số 3, John Terry và chiếc xe cổ Ferrari. John Terry sở hữu chiếc Ferrari 275 GTB huyền thoại có giá là 2,1 triệu đô la, tương đương 49 tỷ Việt Nam đồng. Chiếc xe của cầu thủ này từng được xếp hạng là đứng thứ 3 trong top 10 chiếc Ferrari tuyệt vời nhất mọi thời đại. Ở vị trí số 2, Cristiano Ronaldo, cầu thủ người Bồ đang sở hữu chiếc Bugatti Chiron giá 2,85 triệu đô la, tương đương là 66 tỷ Việt Nam đồng. Chiếc Bugatti Chiron có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 460 km/h. Với tốc độ trên, nếu bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu quãng đường 100 km thì bạn chỉ mất 15 phút. Và ở vị trí số 1 vẫn là Cristiano Ronaldo. Ngoài chiếc Bugatti Chiron thì Cristiano Ronaldo còn sở hữu chiếc Bugatti Santorini được bán với mức giá khởi điểm là 9 triệu đô, tương đương 200 tỷ Việt Nam đồng, và trên thế giới chỉ có 10 chiếc